Chào anh em, mai 30 thứ bảy anh em ơi. Nên mình vừa mua là 9 cây 20x40 để làm cái dàn cho 4 tấm pin Longines 450 và cập nhật một số cái tình hình cái cơn siêu lốc ngày hôm qua anh em nhé. Thì ở đây mình còn 2 tấm và 2 tấm mình đã bê lên trên mái. Anh nhìn này, khá là ngổn ngang bởi vì vừa bận quá đang làm lại cái xe và cũng chia sẻ thêm với anh em là như thế này. Đây là một số những cái mình đang làm. Ác quy thì để chưa có để ra ngoài được, thì hôm qua mình cũng có lấy thêm 5 cái bình. Ở đây là bình tê xăng, hàng tốt nhất của dòng tê xăng. Anh em lưu ý nhá, mua tê xăng ấy thì anh em lưu ý cho mình như này này. Anh em phải để ý cạnh bên này, mình chia sẻ với anh em về vấn đề là bình như này, cạnh bên này này, cạnh bên này và đây miếng má đây, hai bên má đây. Đấy. Thì nó không có gợn, anh em lưu ý nhìn như này, nó không có gợn, không phồng bất cứ góc cạnh nào, là hàng chuẩn của công ty Tesan người ta sản xuất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái dòng mà nó có cái tem này đây này, anh em lưu ý cái tem thì mua rất là dễ, nhưng mà tem của công ty nó dán thì nó lại khác. Và cái điểm đây này đấy đấy nhá, có đời nhá, anh em nhìn như đời nhá, đấy nhá, tem nhá, và cái đời nhá, đời mua đây là cái đời trước một chút này. Đấy nhá, nhưng bình của nó dùng nó đó hỏng rồi mà nó sạc xe rồi mà không dùng cân bằng luôn, bình của nó không phồng tí nào luôn nhá. Đấy, và có cái đời thì nó sẽ khác đi một chút này. Đây ở đây nó sẽ kiểu khuyết điểm này, khuyết điểm này, và khuyết điểm này thì cái đời này thì là kiểu nó sử dụng con ốc này. Còn cái đời sau này ấy, đời này mà cái chất lượng sẽ nó cao hơn đấy, nó sẽ nó làm giống cái bình kiểu hội ấy, thì ốc của nó là ốc ngon hơn anh em nhé. Ốc này đấy, ốc ngon hơn, nó dài hơn, và nó ốc này nó sẽ tốt hơn cái ốc mỏng này đấy. Và anh em lưu ý thì anh mua để ý tầm tê xăng. Và tại sao mình lại quay mình mua cái bình này chia sẻ tới anh em, và bình bây giờ nó rất là rẻ, nó đang được rất là rẻ cho lên cái lúc này ấy, thì anh em đầu tư là tốt nhất. Chứ anh em để tầm khoảng 2 tháng nữa mà anh em mới mua bình thì nó sẽ có thể gặp nhiều chướng ngại, giá thành cao, và có thể ví dụ như là nó tràn đến cái thời kỳ mất điện thì nó sẽ còn dâng giá lên rất nhiều nữa. Nên là anh em cân nhắc, nếu đã có ý định thì anh em hãy chơi luôn đấy nhá. Đấy là mình chia sẻ về cái vấn đề là lưu trữ hoặc pin. Và một số anh em có hỏi mình tại sao lại không chơi pin, thì nhất là mình đã có pin rồi, mình bị chơi 1.6-50 đến năm nay gần 5 gần 7 năm rồi. Cái thứ hai ấy, mình chơi những hệ này là mình phụ thêm, kiếm 100A phụ thêm cho nó, kiếm 4 số, mình chỉ kiếm 4 số là nhiều, không còn nhiều. Với lại tại sao nó thế, bởi vì BB mình có đâu có nhiều đâu. Chia sẻ với anh em qua là như thế để anh em biết, để anh em lựa chọn, anh em mua bình nhá. Bình thì nó phải là vuông hòm sắc cạnh. Cái thứ hai, tem rán đàng hoàng. Thứ ba, mã cốt ngày tháng. Đó. Và cuối cùng là nơi anh em mua là uy tín. Và tiếp tục ở đây thì mình sẽ check tiếp với anh em vấn đề là pin ngày hôm qua. Ngày từ hôm 28 cho hôm nay, thì hôm nay là không có bị rồi, hôm nay 30 rồi, thì mình chỉ quay lại cho anh em biết thôi. Thì bây giờ nhá, mình sẽ bật cái máy tính của mình tạm lên, mình cho anh em thấy cái cơn lốc của mình. Quay một chút, nhưng mà để tí nữa mình sẽ đấy, nhàn tí mở máy tính như bố nhá, mở cái màn hình đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ lên trên cho anh em thấy cái pin của mình, thì may quá nó lại không làm sao. Thì mình chia sẻ với anh em một số cách để anh em tự làm cái dàn cho anh em. Ok đấy, trèo đây. Thì mình mua ở cái tấm pin này này, cái hôm
hôm lấy hàng ấy thì cái bên kia họ quên mang cái JDC cho mình. Cái JDC thì chắc họ đang gửi, và cái đây là cái này họ mang xe từ xuống từ Bắc Linh xuống. À, mình mua của ông Huy Trường. Ông Huy Trường. Huy Trường có kho Bắc Linh, một kho miền Nam anh em nhé. Đấy, ở trên này ấy, thì đây vẫn còn tấm LG. Ở đây thì mình gác một số tấm tôn lên để cho nó dư mà, thì không muốn bán thì để gác như đây. Thì hôm qua nó gần bay mấy lấy mấy cái cây mấy cái viên đá vỉa hè đường này phải kê vào. Và cực kỳ một điều may mắn là khu mình chỗ này nó khuất. Hôm qua mình gác tạm đây mà hai chú nó không bay. Và đang dám sử dụng tạm mà dây ở đây là dây một chấm này anh em này. Và trèo lên đây thì chia sẻ với anh em một số cái pin này đây, tình trạng này anh em nhìn chưa. Và mình thấy mình tự nghĩ ra cách này phải nói là chắc chắn không thể không không rung thế nào, khi mình nhìn gió gió nó giật không giật thế nào luôn anh em này. Đấy đấy là cách để anh em có thể xem xét để anh em bố trí thêm, anh em làm xem nó có ok không đấy. Nhưng mà như ý nhá cho mình nhá, anh em mỗi một cái tấm dài như này anh em hãy sử dụng cho mình ba cái gánh đây này, gánh này này đấy, ba cái phải, ba cái mới quê chứ đừng có tiết kiệm làm hai cái. Anh em bố trí làm sao nó gần cái đầu nhất này, đây là đuôi pin này cuối này, và cái cây ở đầu cuối này nó cách tổng 20-30 phân này đấy, và một cây ở giữa này, hai cây hai đầu, một cây ở giữa này, thì cái tấm pin nó chắc và anh em kẹp như thế này thì bên trên thì nó sẽ không có cái gờ, không có cái gờ có cái lẹp pin đấy đấy. Và đây cho anh em thấy này, anh em thấy là cái hiện trường ở đây ấy anh em nhá, bao sạch sẽ luôn ấy, không vấn đề gì cả. Còn cái vấn đề một số ở trên cái vùng ở trên mạn trên đấy anh em ơi, ví dụ như là Thái Nguyên này, Hà Giang này. Thái Nguyên và Hà Giang thì anh em dính dính thiệt hại rất là lớn nhé. Ở trên đấy một số cái một số ví dụ như ở bên dưới Thái Nguyên ấy, một số anh em chơi ấy, thì anh em có mất cũng khá khá đấy. Và một dàn tầm 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 một dàn tầm khoảng có dàn cả trăm anh em ơi. Thì ngày 28 đến ngày 29 qua anh em thiệt hại hơi lớn luôn. Ở đây mình may cách khu mình tầm khoảng 1 km thì nó cũng có mưa đá anh em ạ, nhưng mà chỗ mình thì không sao. Thì cập nhật tình hình với em như thế. Rồi mình tìm mình xuống dưới đây. Quay mà không cắt ghép này, mình cứ quay sẵn luôn. Thế là bao nhiêu mình đăng lên cho anh em xem luôn thôi. Không có ấy. Đây. Hai tấm trên hai tấm dưới mình sẽ làm ở chỗ, mình sẽ làm cái dàn ở cái chỗ cái tấm pin mình gác ở trên mái trên đấy, nhỏ nhỏ đấy. Đấy đấy, bận quá nhiều việc quá mà không có thời gian, đây tháo ra rồi mình không làm đây, trời ơi, mưa nữa pin. Ồ, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em thấy cái đoạn cái lốc nhá. Ok. Ở đây này anh em này, sun này 44V này, hơn trời chỉ bị mưa nhưng mà này, còn này, nắc này, nắc bây giờ được 600-700W này, 700W. Hai tấm pin mình đang sạc tạm ở hai tấm pin, một cái dây nhỏ nhỏ này anh em nhìn này, nó có được 1,9A này, 154W này. Nói chung là dùng những cái thiết bị nhỏ nhỏ như nhà mình ấy, máy tính này, cam này, TV, quạt viết các thứ thì nó không tốn kém gì anh em ạ. Đấy, đồ đây. Thế qua mình cũng có đi một số tiện chia sẻ luôn anh em, để anh em có thể tìm những chỗ đây anh em có thể mua để là những thiết bị chống sét. Hôm qua mình có đi mua được ở một cái trạm viễn thông, có mấy cái ông đi mua đồ từ ông mang về để anh em nhìn. Cầu dao ở trạm viễn thông, và anh em nhìn này, đây cầu đấu, cầu đấu và dây rác nguyên này, đấy em nhìn dây nguyên rác luôn. Và đây là chống sét này. Chống sét này thì miễn bạn luôn, mình chưa biết dòng cái dòng gì cả, nhưng mà nó rút thay được anh em nhé. Này nó rút được này, rồi anh em nhìn nó rút ra thay. Rồi, nó giống như cái chống sét của
mà mình đang sử dụng đây là bìa cỏ Mexico này. Đấy. Và anh em xem nha, để mình xem cái clip của mình này. Không biết mình để đâu rồi cơ. Hôm qua mình có đăng lên hội anh em mua bán trao đổi inverter anh em. Thì mình có tham gia nhóm đấy, và một số anh em có hỏi mua cái này mua cái kia, thì anh em có thể tham gia nhóm anh em mua. Anh em mua hàng nhưng mà lưu ý là bây giờ 1 mét vuông thì rất nhiều ông lừa đảo anh em nhé. Anh em mua thì anh em lưu ý, thì anh em tránh cái trường hợp đi, và hỏi han hoặc tìm check uy tín cho nó đảm bảo chứ đỡ mà mất tiền. Bây giờ nó sạch xanh thì ít nhưng lý thông thì nhiều lắm anh em ạ. Pin 280 cũng vậy, anh em cũng lưu ý pin 280 nhé. Ở thì đây, đây là cái đây em nhìn này, có clip mình quay nhá. Đấy nhìn chưa, đây cái biển đây khi sắt nó to cổ chân mình, nhưng mà một mắt gãy luôn đấy, em thấy chưa, siêu lắm rồi, kinh khủng chưa, trời tối đen luôn anh em nhé, trời nó bay vù luôn, trời tối đen luôn đấy. Cực kỳ kinh kinh khủng luôn. Thôi để anh em làm một sử dụng solar và một số cái mẹo để bảo vệ những cái hệ thống của mình, thì mình chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.